Lấy dầu chay bùn. Đánh chê phiền người chị gì đỏ quá. Cố gắng lỡ ấy rồi phải cắn ra. Cái gì rồi chị đỏ quá. Né chuẩn nó ra. Cái mặt với cái vùng chỗ cái ức mi là đau nhiều hơn là cái lưng đỡ. Mấy đứa xong rồi để mấy Nhi quay. Anh chở Noel với mẹ về cho nó ăn nữa. Xong rồi, cố gắng. Cứu Nhi ơi. Để Noel cái gì còn ăn trưa nữa kìa. Chịu đau khá tốt chứ. Khi đi gì đó. Vài phút nữa rồi nghỉ. Cứ vài bữa nữa rồi qua nặng tiếp cũng được. Cố gắng này. Vài phút nữa thôi. Yeah.
mấy phút nữa nhỉ? 哦哦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 哦